mọi người, và hiện tại thì chúng mình đang có mặt ở Mộc Châu rồi. Và đây chính là cái homestay mà bọn mình đã thuê được, rất là ưng ý nhá. Cùng vào đây để xem là cái homestay này có gì nhá. Wow, nhìn nó rất là xinh xắn ý. Ô, ở đây mình thấy có một cái quầy kiểu bán cà phê này. Mà đứng ở đây chụp ảnh cũng đẹp luôn ý. Mai mình phải làm một bộ ảnh ở đây. Phòng của mình thì ở trên tầng 2. Bây giờ sẽ dẫn mọi người lên xem phòng của mình nhá. Mình đang ở trên tầng 2 của homestay. Và homestay này tên là Thanh Thang nha. Rất là thanh thang, rất là rộng rãi luôn. Ở giữa này thì chúng mình sẽ có một cái bàn uống nước nho nhỏ để mọi người có thể uống nước trò chuyện với nhau. Và một cái lưu ý nho nhỏ là cái homestay này nó hơi xa trung tâm một xíu đấy, phải đi mất tầm 15 phút. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong để xem phòng của mình nhá. Đây. Khi mà mình vừa mới nhận phòng xong ấy thì cái cảm giác đầu tiên là cái phòng này có một mùi hương rất là dễ chịu. Kiểu mọi người không biết là dùng cái sáp thơm hay là cái bột giặt ga giường gì, nhưng mà nó mùi nó rất là dễ chịu luôn. Kiểu bước vào đã cảm giác là sạch sẽ rồi ấy. Đã thế lại còn có một cái cửa sổ ở đây nhá. Nhìn ra đồi núi đằng xa này. Có cả ánh nắng chiếu vào nên là cái phòng này rất là nhiều ánh sáng. Một cái điều mà mình thấy ở cái homestay này đó là nó không có cái phòng mà có một giường đôi mọi người ạ. Chỉ có phòng hai giường đơn hoặc là phòng hai giường đôi thôi. Thế nên là cũng hơi bất tiện một chút nhỉ. Nhưng mà không sao vì cái giá ở đây cũng khá là ok đấy. Người, bây giờ thì chúng mình đang có mặt tại thung lũng mận Nà Ca. Và ở trong này thì có rất là nhiều vườn mận. Mọi người có thể chọn một trong số những vườn mận đấy. Ví dụ như chúng mình thì đang đi tham quan khu vườn mận tên là A Lau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào để hái mận xem là có hái được nhiều không nhá. Ui, vé vào đây thì là 40.000 cho một người. Thế nhưng mà cái mận mọi người hái này này sẽ chỉ được ăn tại vườn thôi. Nếu như mà muốn hái mà mang về ấy, thì lại tính theo giá riêng đấy. Và khi vào hái mận thì chúng ta sẽ được phát một cái dụng cụ, hai cái dụng cụ chứ. Đó chính là một cái giỏ này và một cái này để hái những cái quả chín ở trên cao ấy, để mọi người có thể tha hồ lựa chọn ở dưới hay là ở trên cao thì thích quả nào hái quả đấy. Những cái quả chín mọi người đã hái hết rồi vì du khách đến khá là đông. Vậy nên là chúng ta có thể đi sâu, chịu khó đi sâu vào bên trong hơn thì cũng còn rất là nhiều quả chín. Mọi người đừng lo là sẽ kiểu toàn quả xanh khi mà mình đến nhá. Bởi vì là vườn mận ở đây vô cùng rộng luôn, rất rất là nhiều quả. Không thể hiểu là nhiều mận như thế này thì ăn trong bao lâu thì mới hết, hay là bán cho bao nhiêu người, bán cho cả cái đất nước Việt Nam này cũng có tiêu thụ hết được không. Thôi nói nhiều quá rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào hái mận luôn nhá. Đây, thấy một cây này rất là sai quả. Chúng ta sẽ thử hái nhá. Những cái quả mận vẫn còn dính nguyên phấn trắng trắng này. À, mọi người có biết gì không? Trước khi vào đây thì nhớ là mua một lọ muối nhá. Muối gì cũng được nhờ. Mình thấy bảo là chấm với hào hào thì là ngon nhất. Thế là mình đã chuẩn bị trước một lọ muối hào hào ở đây. Và mình cũng vừa hái một cái quả mận ở đây nữa. Giờ chúng ta sẽ lau đi để ăn thử. Khui luôn một lọ muối hào hào mới tinh. Rất là mọng nước luôn. Chấm với hào hào đúng là hợp thật. Cuốn quá. Giòn sồn sột. Mình vứt hạt mận ra ngoài vườn luôn nhỉ. Mọi người ở đây còn ăn trực tiếp trên cây luôn.
theo mình thấy thì cái trải nghiệm hái mận này ở Mộc Châu rất là thú vị. Vậy nên là mọi người nếu mà đến Mộc Châu vào khoảng tầm tháng 4, tháng 5, tháng 6 này thì chúng ta nên tới các thung lũng mận ở Mộc Châu để có thể hái những quả mận như thế này. Vừa là một cái trải nghiệm như kiểu là làm một cô nông dân ở trong vườn mận, và cũng là một cái có thể là chúng ta mang quà về cho mọi người luôn.